Chào mừng đến với ký túc xá. Ở đây khách hàng luôn được chào đón. Ông chủ cho tôi một phòng. Mà nhanh nhanh lên nha, tôi bận kinh khủng luôn đó. Cô nàng Ngọc Lục Bảo phải có được căn phòng xịn nhất. Nhưng Ngọc Lục Bảo không phải đứa con duy nhất trong gia đình quý tộc. Hello, tôi đến rồi nè, tôi muốn được ở phòng này. Vấn đề là phòng này chỉ dành cho cô nàng Ngọc Lục Bảo mà thôi. Tin em đi, chỉ có Hồng Ngọc mới xứng đáng thôi. Nói lại coi, chị thật tỏa sáng chị Ngọc Lục Bảo. Tốt hơn là đừng gây rối với chị nha. Đừng cãi nhau nữa mà, tiền giải quyết được mọi vấn đề. Chiếc nhẫn Ngọc Lục hay chiếc vòng Ruby? Và con Ngọc Lục thắng vòng này. Khoan đã, còn em thì sao? Quả là một ngày tốt mà. Nhưng phim hay phải chờ tới phút cuối. Anh bạn, anh còn thừa phòng không? Đi thẳng và tới phòng bên trái. Các chị em của cô đang ở đó rồi. Anh là vị cứu tinh của tôi. Đây là phòng xịn nhất trong ký túc xá. Phòng rộng ghê luôn á. Mọi người né sang một bên. Chiếc giường sinh ra dành cho Ngọc Lục Bảo. Và cũng có một nơi ấm cúng cho Ruby nữa. Không bàn cãi nữa nha. Tình bạn chiến thắng. Chào mấy bồ, em tới rồi nè. Giường của em đâu? Kim Cương không thể sống trong điều kiện này. Mẹ ơi, đưa con về đi. Trận mưa Kim Cương bắt đầu. Lại phải che ô nữa. Nè, chúng mình cần phải tìm cách thôi. Kim Cương cần giúp đỡ. Em có ý này. Sắp có một dự án xây dựng khổng lồ diễn ra. Xin đừng làm ngập Kim Cương chỗ này có được không? Mấy bồ à, em đã tìm ra cách giải quyết rồi. Nhìn nè, chúng ta sẽ có 3 chiếc giường. Kim Cương, Ngọc Lục Bảo và Ruby. Bắt tay vào làm thôi. Có nhất thiết phải dọa chúng em như vậy không? Chúng mình đã có mọi thứ cần làm. Đây là khung giường tương lai của chúng ta. Chúng mình chỉ cần gắn nó vào với nhau. Cái này để đi đâu? Ngay đây nè. Nè, cẩn thận chứ. Nói gì thì nói, cứ để vào đây cái đã. Đánh dấu chiều cao của chiếc giường nha. Và sau đó chúng ta bắt đầu lắp ráp. Tất cả vào vị trí, rồi sao nữa? Và bây giờ, tới các ốc ít phát huy tác dụng rồi nè. Đặt các xà lại với nhau. Kim Cương phụ trách chỗ đó. Giờ chúng mình sẽ đặt phần đã làm vào chỗ đó nha. Tầng 2 sẽ ở ngay đây. Nè, chúng mình cần hai mảnh như vậy. Không sao, em sẽ làm ngay. Đội thi công không ngần ngại bảo dông chơi hết mình. Chiếc giường này gần hoàn thành rồi. Nhìn ổn đó nha. Nhưng mà còn thiếu thiếu cái gì á? Em nghĩ rằng sẽ để cái ván ép này ở trong. Thôi cảm ơn. Ủa, chị đâu rồi? Ủa, có một tai nạn tại công trường nè. Nhưng công việc vẫn được tiếp tục thôi. Sửa lại cái móng. Và giờ nhìn giống cái giường hơn rồi đó. An toàn là trên hết. Cố định lại bức tường bên không đau đâu. Dễ như ăn bánh vậy. Điều này chỉ đúng với Ruby. Và giường này cần phải đẹp nữa. Vậy giờ trang trí nó thôi nào. Tầng 2 sẽ có những cái vòm này. Hãy đặt chúng vào chỗ và vặn chúng vào. Chúng ta đã làm được rồi. Cái giường vẫn cần sơn. Nhớ chứ. Nè, làm đi. Cái này của bạn nè. Còn cái này là của bạn. Mỗi chiếc giường sẽ có một màu đặc biệt. Xanh, đỏ và trắng. Tuyệt vời. Nhưng cái này có vấn đề. Trên tầng 2 nó cứng lắm. Không vấn đề gì. Đây là nệm cho Kim Cương. Thôi nào các chị, em hiểu rồi. Yay, chúng ta đã làm được. Nó mềm thật đó nha. Nhưng mà trông có hơi tẻ nhạt ở chỗ Ngọc Lục Bảo. Cần phải trang trí lại mới được. Cái thảm sọc này được nè. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Chiếc giường của Hồng Ngọc cũng được nâng cấp nữa nè. Làm gì có gì hơn được màu đỏ. Màu trắng tất nhiên rồi. Tầng 2 là một khu vực để chill. Nhưng điều hòa phá vỡ mọi thứ. Chúng mình sẽ sửa lại nó. Hãy trang trí cái thứ nhàm chán này thành khối kim cương. Phong cách và thiết thực nha. Ngoại trừ việc nó không được lấp lánh cho lắm. Không có gì phức tạp cả. Còn việc chế tạo nội thất sáng hơn thì sao nhỉ? Điều đó không tệ chút nào. Vì vậy hãy treo cái vải lấp lánh này lên đây. Điều đó thật rực rỡ mà. Và chiếc giường màu ngọc lục đã được bao phủ bởi tất cả màu xanh lá. Nhưng không thể ngăn được trí tưởng tượng đâu. Ai đã đặt cái thứ vô vị này ở đây? Bức tranh này trông rất lạc quẻ với thiết kế màu ngọc lục. Chúng ta cần có bìa cứng. Chúng ta hãy cắt bỏ chỗ trống và tô màu. Màu xanh lá cây, chắc chắn rồi.
Và giờ hãy biến bìa cứng thành viên đá quý, ghép các mảnh theo kết cấu và màu sắc. Chúng ta không thể làm gì nếu thiếu hồ được. Đường viền đẹp chứ nè. Wow, đó là chiếc khung ngọc lục. Việc còn lại là cho vào bức ảnh đẹp nhất vào thôi. Các bạn thấy gì không nè? Đừng có ăn cắp ý tưởng đó nha. Ngầu thật luôn á. Nhưng Ruby cũng biết về thiết kế nữa. Đúng rồi, có một chiếc đèn sàn ở trong phòng, nhưng mà trông không đẹp cho lắm, chỉ là một cái lỗ. Mình sẽ biến hình cho cái đèn này. Cắt rất nhiều những viên kim cương bằng khuôn và sau đó lồng vào cái đèn. Kiểm tra thử coi sao. Để coi nó sáng không nào. Nó sáng rồi nè. Cái đèn sàn mới thật tuyệt. Các chị à, đừng ghen tị nha. Ở đây cũng khá là tươi sáng, nhưng không thể ngừng hoàn hảo được. Có một ý tưởng ngọc lục đã tới lúc để dùng rồi. Rất tiếc, bạn cần phải cẩn thận với những quả bóng bay. Nhưng mà mọi thứ hóa ra chỉ là ảo thôi. Nếu bạn kết nối với quả bóng, bạn có thể tạo ra ma thuật xanh lá. Bỏ chân ra khỏi đồ của chị. Đừng ngán đường cái đẹp nha. Đầu giường trông có hơi buồn tẻ. Nó cần một chút ánh sáng của kim cương. Nào làm thôi. Tuyệt, đây là thứ mà em cần. Bây giờ chúng ta cần gấp những mảnh thành một viên đá quý, dán các cạnh vào với nhau. Và ta đã hoàn thành rồi. Thêm chút ánh sáng bạc nữa. Không tồi nha. Nhưng vẫn còn những cái băng cũ. Chúng ta cắt thành từng mảnh và dán chúng vào viên kim cương. Wow, bạn có thể nhìn thấy sự lấp lánh đó ở mọi nơi. Đã đến lúc nghỉ ngơi sau khi sửa chữa rồi. Xây dựng thật mệt mỏi mà. Kim cương, xuống đây đi nào. Rất hân hạnh các chị em. Đợi đã, làm sao em ra khỏi đây được? Chiếc giường hình như thiếu cái thang rồi. À, hiểu rồi nè. Các cô gái em đang trên đường đến đây. Nè, chị làm thế nào vậy? Bí mật không thể bật mí. Em có mang vài thứ theo nè. Cô thích hay không? Đương nhiên là có. Chiếc gối yêu quý, mềm quá à. Đây là lúc để thử nó. Nhận lấy nè. Không, tới chị chứ. Một trận chiến gối nổ ra trong phòng. Tốt hơn nên ẩn nấp trước khi quá muộn. Bạn luôn có thể lấy ý tưởng thiết kế từ bạn cùng phòng. Thật là đẹp mà. Em cũng cần một bức tường quý giá. Tất cả những gì cần làm là tìm ra nơi đặt đồ trang trí. Đặt nó ở đó đi. Cắt giấy màu đỏ thành hình tam giác và dán cả khoảng trống lên tường. Thật tươi sáng mà. Không bao giờ có chuyện thừa thải Ruby cả. Không công bằng. Đây là ý tưởng của em mà. Và đã có hai khu làm đẹp trên tầng 2 rồi. Vẻ đẹp được ưu tiên. Nhưng làm thế nào để trang điểm nếu không có gương đây? Nó sẽ ở ngay đây. Làm đẹp quả là một điều khó. Cái gương này bự quá à. Mình sẽ phải làm chút phép thuật thôi. Thật tuyệt vời. Một chiếc gương kim cương cho quý cô kim cương. Trang điểm bóng bẩy. Dễ quá. Và không có kim cương ở tầng dưới. Đó là một vương quốc màu đỏ và màu xanh lá cây. Sao không đến thăm em gái của mình nhỉ? Các chị à, hãy thoải mái đi. Có khu vực để làm đẹp nè. Còn đây là viên kim cương của riêng em. Phần khó khăn đã qua rồi. Hóa ra việc sửa chữa không khó đến như vậy. Căn phòng này thật sự là một kho báu. Mấy đứa yên nào. Chị đang có một buổi chụp ảnh. Cái phòng trắng trông thật kém sang. Nó cần được trang trí. Que gỗ, keo dán và một chút khéo tay. Đó là những gì mình cần để sáng tạo. Chị à, còn em thì sao hả? Được rồi, bạn có thể có nó. Cảm ơn, đó là viên kim cương thật sự. Đừng ảo tưởng sức mạnh chứ. Đó là viên ngọc lục mà. Tô màu xanh lá cây vào khoảng trống. Màn hình trắng với những đốm xanh ngọc đẹp hơn nhiều. Cứ dùng đi. Em tốt bụng mà. Cảnh báo, tại sao lại có một cục màu vàng ở khu vực hồng ngọc? Nó không đúng chút nào. Cậu không thuộc về nơi này anh bạn. Sớm thôi, bạn sẽ có một phong cách khác. Loại bỏ lớp bao bọc cũ đi. Nó sẽ không cần thiết nữa. Và tốt rồi đây nè. Nó không là một cái túi nữa. Nó là một cái bàn. Đây là mặt bàn nè. Và để trang trí, chúng mình sử dụng băng keo đỏ. Một giải pháp tao nhã. Đây là ý nghĩa của phong cách hồng ngọc đó. Wow, chị à, chị là một nhà ảo thuật gia. Thôi nào, có gì đâu chứ. Các cậu, một buổi dã ngoại trong phòng thì sao? Chị thậm chí còn có một chiếc áo kẻ sọc nữa.
các cô gái còn đợi gì nữa? Trà đã pha xong rồi. Và một buổi dã ngoại không có bánh kẹo. Đây là sự khởi đầu của một tình bạn tuyệt vời, xây dựng đưa mọi người đến gần với nhau. Nhưng không ai đã mong đợi một khách mời. Lạ nhỉ? Ai đó? Thứ duy nhất còn thiếu trong căn phòng quý giá dường như là một viên đá sapphire. Mọi người nói là còn quá trời phòng mà. Có giường cho mình hay không? Ủa không, đã hết rồi. Cậu tìm phòng khác đi ha. Ok, đừng có hoảng mà. Mình đã có kế hoạch rồi. Khi nào chúng ta bắt đầu? Những người có kinh nghiệm xây dựng không sợ bất cứ điều gì. Nghĩ sao về một cái giường nữa?